Xin chào quý vị khán giả, rất cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Và Diễm Loan cảm thấy rất vui khi mà chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong một khoảng thời gian dài. Biết bao nhiêu những kiến thức về y khoa đã được chia sẻ với tất cả quý vị. Và thật sự mừng khi mà nhiều quý vị đã chia sẻ lại với chương trình rằng tôi cảm thấy ổn hơn khi mà tôi có những cái kiến thức và tôi nhận diện được những cái căn bệnh của mình. Từ đó thì cũng được bác sĩ chăm sóc và có được những cái kết quả điều trị khả quan hơn. Thì xin chúc mừng những quý vị nào mà chúng ta đã thật sự khỏe mạnh sau khi chúng ta được bác sĩ quan tâm chăm sóc và có những cái kiến thức từ chương trình nhé. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện về một cái căn bệnh không biết là quý vị đã nghe qua bao giờ chưa, rối loạn thần kinh thực vật. Chính bản thân Loan cũng đang rất là tò mò, ô căn bệnh này nó như thế nào vậy và nó ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà cứ nghe đến chữ rối loạn và thần kinh là quý vị nào cũng cảm thấy hơi hoang mang lo lắng. Thế thì nào, hãy bắt đầu đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta sẽ xem qua tiểu phẩm và sau đó bác sĩ sẽ tư vấn cho quý vị nhé. Ông nhớ cái ông già mà ở xóm trên không? Ủa ổn không? Cái xóm trên của mình biết bao nhiêu ông già, bà đang nói ông già nào? Trời ơi, mệt quá, không để tâm gì hết trơn. Tôi kể cái ông già là tại vì ông già đó phải có liên quan đến cuộc đời tôi cũng kể chứ. Cái ông già mà cách đây khoảng chừng 2 tháng trước, trong một cái đêm mưa gió bão bùng, tôi đi học về khuya thì có một người đi theo dõi tôi chính là cái ông già đó. Ê, biết rồi. Cái chuyện này bà kể tôi mấy tháng trước rồi là bà kể là cái ông già đó hả? Đi theo bà rình rập là bà tưởng cái đồ xấu với bà đúng không? Ừ, nhưng cuối cùng không làm gì hết. Cuối cùng không có làm cái gì luôn. Thì biết cái câu chuyện đó rồi mà liên quan gì tới ngày hôm nay? Không, mấy ngày hôm nay tôi vẫn thấy ông đó. Mà cái kiểu không? Cái cảm giác là mình cảm thấy cái ông này không có được bình thường. Hai con mắt của ông á nó đen mà nó thụt vô mà nó như một con gấu trúc luôn. Bà kể chuyện giống như là bộ chuyện trinh thám vậy. Chứ gì nữa, mà chưa hết nha. Tôi nhớ lại cái khoảng cách luôn, cái hôm đó là trời rất là mát tại vì mưa mà. Không, mưa xong là trời nó lạnh gì nè. Nhưng mà người của ổng đổ mồ hôi nha, ướt đẫm hết trơn nha. Mà nhìn nó, cái bộ dạng nó đáng sợ lắm. Bởi vì tôi mới nghi người ta làm gì tôi. Ủa, mà tôi có cảm giác như bà đang điều tra ổng vậy đó. Đúng rồi, tôi đang điều tra. Mà điều tra cái chuyện gì? Tại vì mình thấy ổng không có bình thường, đúng không? Thì tôi điều tra bữa giờ tôi mới phát hiện ra ổng bị mắc một căn bệnh rất là quái lạ. Ê, bệnh gì? Mà làm tôi cũng nhiều chuyện đó. Bệnh gì? Bệnh này là cái bệnh người ta gọi là rối loạn thần kinh thực vật. Ê, nghe lạ chưa? Lạ nha. Tôi là cũng tìm hiểu nhiều lắm đó, nhưng mà cái bệnh này là tôi chưa có nghe. Chưa hết đâu. Cái bệnh này á, mà khi mà ông nghe cái gì mà liên quan đến thần kinh nó làm thấy là khó trị gì đúng không? Mà những cái người mà mắc bệnh thần kinh không phải là đơn giản mà người ta mắc, mà phải vì người ta bị một cái cú sốc tâm lý cuộc đời, người ta bị gọi là bị stress hoặc là người ta bị một cái gì đó thì người ta mới bị thần kinh không? Có lý. Thì ông nghĩ đi, ông nghĩ coi là cái ông đó ông bị cái gì? Bà nói thì cũng có lý ha. Theo tôi nghĩ á, cũng có thể là ông bị cú sốc tâm lý đúng không? Đúng rồi. Khả năng cao nhất là ông sẽ bị vợ bỏ. Thường bị vợ bỏ sao mà thích bị bệnh nặng vậy? Hiếm muộn. Không, cũng phải. Vô sinh. Hiếm muộn vô sinh thứ đó cha. Cái gì mà nói không suy nghĩ vậy trơn. Mình lớn rồi, mình nói cái gì mình phải biết thì, mình nói cái gì chứ. Thì cũng đang cuối là câu chuyện của mà, cho nên là tôi cái lý do nó phải nặng đô hơn thì mới bị cú sốc. Nặng đô hơn hay mình nghĩ là cái gì? Ngoại tình. Bị vợ mình ngoại tình sau đó cắm sừng lên đầu mình. Alo, bà ổn không? Ổn luôn á. Bà mới nói tôi là lớn rồi, suy nghĩ cái gì phải logic phải. Bà mới nói gì? Thì ngoại tình. Ngoại tình với vợ bỏ giống nhau không? Nó cũng na ná nhau, ok. Có nghĩa là mình ngoại tình xong mình mới bỏ người ta. Thì đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì mình sao quá trời. Thì chỉ bị cuốn theo đó. Thì đó bởi vậy. Ủa, hai đứa. Hồn anh, sao anh? Trời, cái gì vậy? Anh đi đâu mà anh đến như một cơn gió vậy? Anh đi đâu vậy? Có người ta mà anh cứ sau lưng anh đi tới hoài. Anh hẹn bạn anh tới đây uống cà phê, tự nhiên vô nghe hai đứa nói chuyện gì mà. Hẹn chị Minh Minh. Có bộ ơi trời. Trời ơi trời, công khai rồi đúng không? Đâu phải nhất thiết đi hẹn cà phê là hẹn Minh Minh đâu. Thiệt không? Anh hẹn bạn đồng nghiệp anh uống cà phê thôi mà. Vì là có bồ là trong công sở. Ai ơi. Anh hẹn bạn trai. Ủa, gì vậy anh?
Ủa là sao bà? Chửi tụi nghi lắm mà. Cái gì? Hẹn bạn trai. Nhưng mà khoan, mà đừng có cười. Khoan nè. Trời ơi, bà không biết là chị Minh Minh với anh Hiếu có tình cảm gì vậy là chị Minh Minh. Ủa là sao? Trời ơi, chị phản bội chị em. Anh không hiểu luôn á. Hai đứa sao mà cứ khoái mà đưa cái tiêu cực vào cuộc sống quá vậy? Mình nghĩ cái gì đó nó thoáng hơn đi, nó tích cực, nó hài hước lên đi. Thôi em đang nghĩ rất thoáng, em mới nghĩ được tới cái nước đó luôn á. Thiệt có nếu không thoáng không nghĩ tới đó. Nhưng mà quá à, bạn đồng nghiệp là bạn trai thôi, là con trai hạng bình thường, là bạn công chuyện rồi đó. Vậy hả? Trời ơi, hồn quá trời. Không phải là tụi em tiêu cực đâu, mà đây là những cái vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Cái vấn đề cái xã hội đang quan tâm. Chứ nếu mà không quan tâm thì tụi em cũng đâu quan tâm. Người ta quan tâm thì em mới quan tâm. Quan tâm chi mấy cái tiêu cực đó? Không phải, mình phải biết chứ trời. Tôi mà nhiều khi mình đi ra đường, người ta nói mình không biết, người mắc cỡ không? Không, mà nói chung là bà kiểu nhiều chuyện đó. Bà kéo chắc ông theo. Không có. Ủa, thì kéo nhiều chuyện theo chứ có. Mà nè, nghe nè. Dạ. Sao anh? Hồi nãy anh nghe vô nói gì cấm sừng rồi ngoại tình gì là em đang nói về cái ông hàng xóm mà mới ở xóm trên mới dọn về hả? Nếu mà hàng xóm mà xóm trên thì không phải gọi là hàng xóm. Cái ổng xóm trên ổng xa lắm sao hàng xóm được. Ổng là ở xóm trên thôi. Thì nói chung là cũng là chung một xóm, cũng là hàng xóm với nhau thôi. Thì mà đó, cái ông đó là em đang nghi ổng bị bệnh là rối loạn thần kinh thực vật. Mà cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái bệnh này là ổng bị vợ bỏ. Đó, nói đi, đồn đoán cho cố vô, nói ra xong rồi hoàng không biết, nó lại nghĩ sai về người ta nữa. Ủa vậy là câu chuyện này là có cái lý gì anh biết chưa? Để chắc gì hết, nên đừng có đồn đoán vậy bà. Nhưng mà anh phát sao mới bị chứ? Vậy là bà... Tại vì nè, không có ai bình thường mà không tác động thần kinh mà bị bệnh hết chưa. Mà anh thấy là cái bệnh đó, rối loạn thần kinh thực vật á, nó cũng không có nặng nề gì hết á. Mà để em mà đồn đoán như vậy. Sống nặng hôm bữa nặng em mà. Thấy con mắt cũng thụt vô vài bữa nữa, nó mất tiêu con mắt luôn á. Không, cái đó là bà hơi lố rồi đó. Cái gì mà mắt đi luôn kiểu là. Nhưng mà anh nghĩ là cái bệnh đó là cũng không phải là do một phần mà do mà tác động tâm lý hay gì đâu. Tại vì thần kinh cũng có nhiều loại thần kinh. Chứ không phải là bị thần kinh bắt đầu là bị rối loạn rồi bị mà hả điên điên khùng khùng như em nói, hay là một cái chấn động gì đó làm gì có. Nhưng mà anh có biết không? Không. Trời ơi, hồi nãy giờ anh tưởng anh biết. Em tưởng anh biết, không anh ngồi nói quá rồi anh phản bác lại người ta. Ít nhất mình phải có cơ sở để mình phản bác lại người ta. Em thấy cái này là em thấy kiểu nó đúng. Nè, nói anh biết nha, rối loạn thần kinh thực vật là tại sao nó có cái tên nó rối loạn là mình không được bình thường rồi. Ha, còn thần kinh là não trí óc nè, dây thần kinh tùm lum, còn thực vật nữa lạng quạng là không đi được luôn như cây luôn. Là cứ vậy thôi đó. Đó thiệt. Đó, nói bậy nói bạ nữa đi, không biết mà mình cứ nói bậy nói bạ đi. Quá thiệt luôn, bây giờ anh rảnh không? Rảnh hay không rảnh vậy đó, bây giờ mình lên bác sĩ đi. Đúng lên à? Bác sĩ hỏi bác sĩ thì bác sĩ sẽ nói rõ ràng về chứng bệnh cho mình nghe. Thì lúc đó mình mới suy nghĩ đúng đắn về căn bệnh đó. Rồi, giờ đi bác sĩ đi. Ừ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng để nhờ bác sĩ tư vấn kỹ hơn cho chúng ta về căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan. Xin chào quý vị khán giả của chương trình. Thưa bác sĩ, như là chia sẻ ngay từ đầu á, cứ nói tới rối loạn và thần kinh là ai cũng sợ hết. Vậy thì cái căn bệnh này nó là gì và nó có đáng sợ hay không thưa bác sĩ? Rối loạn thần kinh thực vật, đây là một cái rối loạn về chức năng của hệ thần kinh. Mọi người đều biết thì hệ thần kinh của chúng ta có hệ thần kinh trung ương, đó là não bộ và tủy sống. Và chúng ta có cái hệ thống thần kinh ngoại biên chi phối về cảm giác, vận động và thực vật. Rối loạn thần kinh thực vật làm cho người bệnh ảnh hưởng rối loạn về hệ thống dẫn truyền, về vận động, cảm giác, về ảnh hưởng tới nhịp tim, da, tiết mồ hôi và tiêu hóa. Thưa bác sĩ, như vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật ạ? Rối loạn thần kinh thực vật thực sự khi nói về cái nguyên nhân nó gây ra bệnh này thì thường nó chỉ là những cái rối loạn về chức năng. Nhưng mà nó vẫn có tiềm ẩn dưới rối loạn thần kinh thực vật có những cái nguyên nhân ảnh hưởng. Ví dụ như là những cái bệnh lý mãn tính như đái tháo đường lâu ngày, bệnh Parkinson, hay là hậu quả của những cái vấn đề chúng ta sử dụng hóa trị, xạ trị để điều trị bệnh ung thư, hay đó là một cái giai đoạn đầu của hội chứng cận ung thư cũng có thể gây ra rối loạn thần kinh thực vật. Nó có những cái triệu chứng nào để Lai có thể dễ dàng nhận diện được một người đã mắc căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật hay không thưa bác sĩ? Rối loạn thần kinh thực vật ảnh hưởng khá nhiều tới những cơ quan khác trong cơ thể, thì triệu chứng của nó sẽ tập trung về cảm giác. Người bệnh sẽ đến thường hay gặp bác sĩ sẽ than những triệu chứng ví dụ như là tê tay,
tê chân. Cái tê này sẽ di chuyển, ví dụ như là tôi sẽ tê ở ngực, ở bụng, ở tay chân, và có những triệu chứng về vận động là người bệnh sẽ có những cái than phiền về đau mỏi cơ, cơ tay, cơ chân hoặc là rung tay chân, và có những triệu chứng ở da, ví dụ như vã mồ hôi, và những triệu chứng ở hệ tim mạch, tim đập nhanh, hồi hộp hoặc là rối loạn về đi tiêu, đi tiểu, ảnh hưởng tới cái rối loạn cương dương ở nam giới nữa. Dạ. Sự ảnh hưởng sâu rộng này chắc chắn khiến cho quý vị khán giả đang vô cùng quan tâm đến căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Vậy thì đối tượng nào sẽ dễ mắc căn bệnh này ạ? Đối tượng dễ mắc căn bệnh này thường ở những người có vấn đề về rối loạn về tâm lý, rối loạn về bệnh lý về tâm thần kinh như là rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ. Đó là những cái rối loạn về chức năng thôi thì cũng không quá quan tâm lắm. Nhưng chúng ta phải tìm ra cái đối tượng khác có thể cũng bị ảnh hưởng rối loạn thần kinh thực vật, ví dụ như những người bệnh có đái tháo đường lâu ngày, những người bệnh Parkinson, hay là có những cái triệu chứng báo trước của hội chứng ung thư, hay là sau khi điều trị ung thư những cái hóa chất ung thư hoặc xạ trị ung thư cũng có thể gây ra rối loạn thần kinh thực vật. Dạ, và căn bệnh này thì điều trị có khó hay không ạ? Và chúng ta có điều trị hết khỏi hoàn toàn hay không ạ? Chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân hơn là điều trị triệu chứng. Dạ. Thì chúng ta phải tầm soát ra những cái nguyên nhân phía dưới. Ví dụ như là người bệnh có vấn đề về đái tháo đường lâu ngày thì chúng ta phải kiểm soát đường huyết tốt, thì cái triệu chứng của rối loạn thần kinh thực vật sẽ giảm. Nhưng mà khi chúng ta đã tìm hết những cái nguyên nhân gây ảnh hưởng rối loạn thần kinh thực vật mà nó chỉ là những rối loạn về chức năng, rối loạn về tâm lý, thì chúng ta phải điều trị những cái rối loạn về tâm thần kinh này, thì người bệnh sẽ giảm được những triệu chứng của rối loạn thần kinh thực vật hơn. Dạ, như vậy có nghĩa là khi chúng ta điều trị ổn định những cái bệnh lý mà gây ra nguyên nhân thì cái tình trạng rối loạn thần kinh thực vật nó cũng sẽ được ổn định dần. Và nếu như những cái căn bệnh mà gây ra nguyên nhân mà được điều trị hết thì chúng ta cũng sẽ hết luôn cái căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Chúng ta phải động viên người bệnh như phải vậy. Phải động viên người bệnh như thế. Đúng dạ, vậy. Thật sự thì thưa quý vị, cái niềm tin và cái sự lạc quan của người bệnh nó rất là quan trọng. Vì vậy chúng tôi mong là chương trình ngày hôm nay chúng ta không chỉ mang kiến thức đâu, mà chúng ta mang cái sự động viên đến cho người bệnh nữa. Cố gắng tìm nguyên nhân, điều trị bệnh thì sẽ ổn đấy ạ. Thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta phòng ngừa được căn bệnh này không ạ? Chắc chắn là chúng ta phòng ngừa căn bệnh này được. Thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái tinh thần vui vẻ, lạc quan, thoải mái. Chúng ta có thể tham gia những cái khóa tập thể dục thể thao, đặc biệt là thiền và yoga. Ở đây thiền đang nói về thiền dưỡng sinh. Chúng ta không có đề cập những cái vấn đề thiền khác, sẽ giúp cho cái hệ thống thần kinh thực vật của chúng ta sẽ tốt. Thì từ đó khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta sẽ ít có mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật hơn. Dạ, vâng thưa quý vị, nghe qua cái căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật và lại được bác sĩ chia sẻ là nó ảnh hưởng đến khá nhiều những cái bộ phận khác nhau và những cái hoạt động của cơ thể thì chắc chắn là quý vị nào cũng lo lắng hết. Nhưng chúng tôi mong là khi mà chúng ta thấy mình có những cái dấu hiệu của bệnh thì chúng ta đi gặp bác sĩ và chúng ta nhận được cái sự chỉ định điều trị thật là chi tiết. Lúc đó chúng ta tuân thủ theo và giữ cho mình cái tinh thần lạc quan thì mọi thứ sẽ ổn quý vị nhé. Đừng tự ý chúng ta điều trị tại nhà, cũng đừng nghe theo những cái lời của những người xung quanh rằng ồ như vậy là chúng ta có vấn đề về thần kinh liên quan tới cái việc là chúng ta không tỉnh táo vân vân, nó sẽ làm cho tinh thần của mình bị suy sụp đấy ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi và sức khỏe sẽ là của quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.